Xin chào các bạn đang theo dõi tin tức 360 của kênh Gia đình Việt. Tối qua thì cái tên Sơn Tùng MTP lại tiếp tục làm mạng xã hội xôn xao vì MV Chúng Ta Của Hiện Tại bị gỡ khỏi YouTube. Cụ thể thì khi bấm vào link của MV này thì người dùng sẽ được trả về dòng chữ "Video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC". Ngay sau đó thì hàng chục câu chuyện thuyết âm mưu nhanh chóng được netizen đào lên, khiến cho drama chất chồng drama đến tận thời điểm hiện tại chưa có hồi kết. Thậm chí chính GC, kênh YouTube đánh bản quyền Chúng Ta Của Hiện Tại, cũng góp phần châm dầu vào lửa khi khẳng định chính phía Sơn Tùng đã đạo nhạc. Như vậy chắc hẳn mọi người đều đặt ra câu hỏi là liệu GC là thế lực nào mà có thể đủ sức để xóa sổ MV Chúng Ta Của Hiện Tại khỏi YouTube. Được biết thì GC là một producer quốc tế chuyên sản xuất những beat để bán cho nghệ sĩ trên toàn cầu. Khi vụ việc xảy ra thì cư dân mạng bắt đầu tìm đến những đoạn beat mà kênh GC này đăng tải để so sánh độ tương đồng với sản phẩm của Sơn Tùng MTP, đồng thời đòi người này đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Trước sự tấn công ồ ạt của dân mạng Việt thì GC cũng đã phản hồi bằng một bình luận. Khiếu nại đã được rút lại, nhà sản xuất đã thừa nhận rằng anh ta sao chép sản phẩm của tôi. Kiếm tiền dựa vào công sức của người khác sao? Ở phương Tây chúng tôi không làm thế. Các bạn chưa bao giờ tìm hiểu để biết đầy đủ về sự việc này, đúng chứ? Video đó sẽ được đăng tải lại thôi, cứ thư giãn đi. Phản hồi này từ phía GC đã tiếp tục làm cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên ngay sau đó thì bình luận này cũng đã được xóa khỏi YouTube. Chưa biết thực hư như thế nào, nhưng giữa tin đồn đạo nhạc của chàng ca sĩ là một lần nữa dấy lên thì cư dân mạng lại tiếp tục rần rần trước nghi vấn cặp đôi Trâm Tùng quay lại. Trong lúc vụ việc MV Chúng Ta Của Hiện Tại bị gỡ khỏi YouTube xảy ra thì không ít người chợt nhận ra tài khoản cá nhân của Hải Tú chợt mất hút. Còn fanpage chính thức của Thiều Bảo Trâm thì nay bất ngờ mở chế độ cho phép xem theo dõi ai. Ngoài 4 tài khoản khác như là Châu Bùa, Blackpink thì Thiều Bảo Trâm còn nhấn nút follow trang fanpage MTP của Sơn Tùng. Có nhiều người cho rằng đây là động thái mới của Thiều Bảo Trâm, cũng có người khẳng định chính chủ đã follow từ trước. Cùng lúc đó thì cư dân mạng nhanh chóng đào lên dòng trạng thái mà chị gái của Thiều Bảo Trâm là Thiều Bảo Trang đã đăng lên trang cá nhân kèm ảnh của mình với nội dung: "Bạn có thể yêu sai 2-3 người nhưng đừng yêu sai một người 2-3 lần". Nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trang đang có ý nhắc đến việc em gái quay lại với Sơn Tùng sau một tháng chia tay. Chưa rõ thực hư ra sao, tất cả hiện tại chỉ đang là suy đoán của cộng đồng mạng, nhưng có vẻ là nhiều fan rất mong chờ cả hai thực sự sẽ gương vỡ lại lành. Từ khi xảy ra vụ việc lùm xùm tình cảm với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú cho tới việc MV Chúng Ta Của Hiện Tại vướng phải bản quyền bị gỡ khỏi YouTube, thì phía Sơn Tùng MTP và công ty Entertainment vẫn chưa lên tiếng hay là có bất kỳ một động thái phản hồi nào. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì MV Chúng Ta Của Hiện Tại vẫn chưa được đăng tải lại trên kênh YouTube như là lời GC đã nói. Mọi việc đều vẫn là một ẩn số nên chắc hẳn là sẽ còn đi xa và vẫn chưa có hồi kết. Hãy cùng đăng ký kênh Gia Đình Việt để cập nhật những video mới nhất nha!